Rồi, hello anh em. Chào mừng anh em đã quay trở về với kênh của Vũ Linh ha. Thì tiếp tục cái lô chữ F hôm nay anh em. Tiếp tục em lên theo cho anh em là 9 con này ha. Ở 9 con máy. Rồi, anh em chốt con F nào thì nhớ giùm em là cái mã F đó ha. Ví dụ như muốn chốt con này là F24 nè. Còn con này là F25 ha. Anh em nhớ cái mã thôi. Đó, máy hôm nay là lên cho anh em những con máy mà phải gọi là siêu hot hit. Những con máy mà thuộc dạng phân khúc mà thuộc dạng trâu bò không anh em. Đó, trâu bò không, giá tầm trung giá rẻ. Nhưng mà máy to máy khỏe không à. Rồi, địa chỉ của em là nằm ở xã Trung Hưng, huyện Cờ Đỏ, thành phố Cần Thơ ha. Anh em ở gần thì mình có thể lại là xem máy và mình chốt trực tiếp luôn. Đó, một con máy thì bên em sẽ bao phí ship tới nhà cho mình. Đó, đến nơi mình được quyền kiểm tra máy, nổ máy xong mình mới thanh toán tiền. Đó, và anh em không cần phải đặt cọc tiền trước luôn. Đó, một con máy sẽ tặng kèm theo cho mình là đầy đủ đồ ha. Là dây đeo, lưỡi, tiếp tháo mu ghi, ổ khóa cước, lục giác 4. Đó, và cản cỏ là bao gồm 6 món ha. Cản cỏ con nào có rồi thì để ha, con nào bể thì thay mới cho anh em luôn ha. Còn con nào không có thì bên em sẽ gắn mới. Tay lái, tay léo, cái nào thiếu thì gắn tay mới vô đầy đủ cho anh em hết ha. Đó. Rồi, máy hôm nay là phải gọi thuộc dạng top châu bò không anh em. Đó, bởi vì anh em chốt hàng thì cứ yên tâm ha. Hàng đến nơi được quyền kiểm tra máy, thử máy mới thanh toán tiền. Có lỗi lầm, có hư hao, có bể dở gì, anh em không được quyền không nhận hàng trả về ha. Đó, thì ví dụ như anh em chốt con F26 này đi. Ừ, thì trên cái phần con F26 này anh em không hiểu cái phần nào thì nhớ hỏi giùm em mình hả chốt ha. Ví dụ như là công suất máy hay là càng láp hay là cái gì đó trên con máy. Thì anh em không hiểu thì hỏi trước giùm em ha. Tại vì ở trên đây làm sao thì em sẽ giao chính xác như vậy ha. Chứ không có thay đổi hay là không có like cái con máy gì hết. Trên đây làm sao là sẽ giao vậy ha. Đó, rồi máy này là gồm có là TL231 nè. Shindewa Shock 230, cái dòng này là dòng siêu hại anh em. Ở Shindewa 231 TG, đó TG24 ha. Ở Kyugit Echo 253 nè, nó phải gọi thuộc là dòng những con máy mà giá nó tầm trung mà thuộc cái dạng khỏe cho anh em xài không bao ngon không. Bell 2004 T140 hai con luôn, Mitsubishi anh em, cặp này tôm gời nè. Đó, hai con này tôm gời nè, anh em gấp xịt thuốc thì lấy hai con này ha. Đó, anh em mua đầu em vẫn bán đầu nha. Đó, con với lại là con đó cũng tôm gời luôn. Đó, rồi, đầu tiên là một con Tanaka ha. Đó, em nhắc lại ha, giá này em bao ship rồi, hàng đến nơi được quyền kiểm tra, thử máy ok hết mới cho tiền. Đó, con này là con Tanaka anh em, hai chân trống ha. Con này là 21 nha, nồng 31 ly á. Mấy cái dòng này thì chạy rất là bốc, rất là mạnh nha. Đối với con này anh em chạy gia đình, anh em xài chừng nửa ga thôi, chưa được nửa ga thôi là cỏ như ngón giò cái, là anh em phát lưỡi dao là ok, ngon lạnh hết rồi nha. Chạy rất là móc, rất là mạnh và cực kỳ là lợi xăng nha. Đó, mấy dòng này chạy rất là tiết kiệm xăng anh em. Đó, với lại là để thời gian lâu quá, đó, nó dễ nổ ha. Đó, mấy cái dòng này thì siêu bóc rồi, máy móc thì zin nguyên bản hết. Chế của nó chạy chế tay đỏ nè. Đó, chế tay đỏ nhưng mà nó còn sử dụng được nè, nhưng mà nó gãy rồi. Đó thì bên em sẽ gắn thêm cái nắp e ha, nắp e gì nè. Đó, đang cho anh em đóng lè. Đó, kéo lên là đóng lè ha, kéo xuống là mở. Đó, còn gỡ cái này ra, gắn cái bộ nắp e này vô ha. Còn anh em muốn xài tay đỏ xài, xài kéo lè cũng được. Đó, anh em muốn xài cái nào xài ha. Giá 1.3 triệu thôi, giá này thì đã bao ship rồi nha. Máy thì quá mới luôn. Quá ok, quá VIP luôn. Rất là đẹp nha em. Mấy cái dòng này nói chung là nó rất là gọn, rất là nhẹ, nhưng mà chạy siêu khỏe nha. Đó, là mấy dòng này em bán rất là nhiều rồi. Chạy cỏ cứng cứng đồ này kia hay là đập cước đồ này kia là ok hết nha. Ở hai tay lái ha. Mấy cái này chi tiết này nữa thiếu làm gáp vô đầy đủ hết nha em. Đó, như mấy cái này nè thì nó bể dở nè, thì chừng nữa bên em sẽ thay hết đầy đủ đồ hết cho mình ha. Anh em cứ yên tâm. Đó, cần đầu bò đều là zin hết. Bao bóc nè, rất là bóc, rất là khỏe anh em. Rồi tiếp theo F19 và F20 là cái cặp này là cặp Mitsubishi anh em. Mitsubishi T140 ha, nồng của nó là 32 ly 24cc nha. Mấy cái dòng này thì chạy siêu khỏe rồi. Ở dòng mà anh em muốn con máy mà ngon bổ rẻ khỏe bền, ở ngon bổ rẻ khỏe bền mà phải ổn định và phải lợi xăng thì chỉ có mấy cái dòng này thôi. Bao cho anh em chạy nha, đập cước chà cổ cứng rồi này kia là thoải mái hết. Đó, và anh em gắp xịt thuốc cũng được luôn nha. Là hai con này là tôm gời nè. Đó, là anh em gắp xịt thuốc cũng được luôn ha. Đó thì hai con này đồng giá 1.500.000 con anh em. Mấy cái dòng này là đời trước, nó làm chuyên về cái dàn hơi, cái dàn dên, dàn lóc ở trong á, là nó rất là lực ha. Đó, rất là lực, chạy là bao mạnh. Còn chế của nó thì bên em đã lên chế hai kim mới.
dễ nổ, tiết kiệm xăng cho mình ha. Áo thì nó, cái phần áo thì nó hơi bể nhẹ xíu nè nè, thấy không? Chứ thông thường là mấy con này là tới 1,6 triệu luôn nha. Mấy con này là tới 1,6 triệu là tại vì bể áo nè, bớt cho anh em 100 ngàn hết còn chịu gửi. Đó, thấy không? Công tắc nằm trước hết nè. Con này thì màu cam thì nó để là cái chữ gì nè, Nitia gì nè. Đó, còn con này là Mitsubishi 140 ha. Là nó đó nghe nè. Con này thì bình xăng nhựa em thay mới ha. Đó, tum gời nè. Thấy không? Tum nhôm tum 260 á, thường gọi tum khác là tum nhỏ đó. Về anh em có bình xịt thuốc tum nhỏ là gỡ ra đưa vô lị trang luôn ha, không cần phải chế cháo hay là độ chế gì hết. Đó, hai tay lái ha. Cái này chưa có nữa cũng gắn vô đủ nè. Còn con này chưa có tay, anh em thích chơi tay nào thì bên em gắp rồi đó ha. Cần đầu bò đồ lần này kia đồ là bao zin hết nha anh em. Bao mạnh nha, nói chung là bao mạnh. Cặp này thì anh em về xài số lượng nhiều hay là này kia là chạy cực kỳ bền. Mấy cái dòng Mitsubishi anh em biết rồi, siêu mạnh, siêu bền đó, và cực kỳ là lợi xăng nha. Rồi tiếp theo là con qua em qua con S21 nè. Con này là con Tanaka nha nè. Tên của nó là tên con Bell 2004 á. Nồng của nó là 33 ly nha, 24cc. Nó chạy cái bộ chế quanh bờ gú 2 kim luôn nè. Quanh bờ gò anh em 2 kim đấy ha. Thì cái nồng của nó là 33 ly, thì cái đồng của nó là bằng với mấy thằng Mitsubishi tên là 26 261 rồi này kia. Nó chạy rất là khỏe nha anh em. Cái đời Tanaka thì hầu như là từ cái đời thấp tới đời cao là đời nào cũng vậy hết, nó chạy rất là ổn định nha, nó không có hỏng giặt đó. Mấy cái dòng này thì siêu ổn định nè, đồ đạc đồ của nó là nó rất là thông dụng nha anh em, dễ xài đó. 33 ly mà giá chỉ có 1,4 triệu thôi đó, giá này siêu rẻ nha anh em. Nội cái bộ chế này thì nó không, nó từ là 400 ngàn à. Đó, nhiều khi kênh khác á, nó bán cái con này thì nó tầm cỡ 1,2 triệu hoặc là 1,3 triệu gì đó, nhưng mà nó gỡ cái bộ chế này ra, nó thay cái bộ chế hai kim vô mới vô, nó thay bộ chế lô anh em ha, là nó vẫn có lời đó. Nhưng mà không, bên em sao thì có đề vậy đó, bên em là chỉ gắn những cái bộ chế mới, là nhiều khi là những cái bộ chế nó thuộc dạng đề cổ ha, chạy không được đó, bên em mới thay chế mới thôi. Còn ví dụ như bộ chế con này hai kim quanh gồ, nó đi theo con máy này mà nó hư thì bên em vẫn kiếm cái bộ chế hai kim quanh gồ để vô cho nó luôn ha. Tại vì bên em là làm theo đúng zin đó, đúng zin hết. Còn cái nào mà chạy chế nó cổ quá bên em mới lên thôi, hoặc là bình xăng dưới nó bị bể á, bên em mới thay thôi. Còn bên em là làm là bao cho anh em mình là zin nguyên bản hết. Thấy không, máy đẹp bên em 24cc nha, nồng 33 ly tâm liền ha, 2410 đó. Công tắc đây nè, ở hai tay lái nha nè, ở cần đầu bò đồ này kia là zin hết nha. Ừ, 24cc thì anh em chặt cỏ cứng hoặc là bơm nước hoặc là đập cước được cũng ngon anh em. Anh em mà nào mà có ý định mà bơm nước thì mua thêm đầu bơm 150 ngàn ha, máy phát cỏ bên em. Còn máy nào bên em gắp bơm nước cũng được hết, cái nào bên em cũng gắp bơm nước được hết nha anh em. Anh em khỏi lo, yêu cầu máy cắt cỏ từ máy đeo lưng, từ máy ba lô đó đến máy càng thẳng là nói chung là bên em đó, cái nào bên em cũng gắp được hết. Rồi tiếp theo là con F22 là một con máy trâu bò đó, thuộc nồi đồng có đá đó anh em, cũng là cái dạng mà mặt lì nè đó, là nói chung là ngon, bổ rẻ khỏe bền lợi xăng đó. Ngon, bổ rẻ khỏe bền lại sang khỏe, đặc điểm của nó là khỏe mà rẻ ha. Mấy cái dòng này 32 ly nhưng mà đến 25cc nha. Mấy cái dòng này em dám khẳng định với anh em ha, TL26 chạy yếu hơn con này luôn, dám bao cho anh em như vậy luôn á. Tại vì ở đây em bán rất là nhiều rồi đó, tại vì không phải là em bán không, em vừa bán rồi em vừa sửa tại địa phương của em nữa. Đó là những con máy nó hoạt động như thế nào, nó làm sao thì bên em là hiểu nó hết, nó chạy như thế nào là khách phản hồi là bên em nắm hết đó ha. Bởi vì cái nào sao thì báo cho anh em vậy. Mấy cái dòng này thì nói chung hơi đợi cái đợi nó hơi trước, chế của nó chế hơi cổ, chạy không được lên chế hai kim mới là bao cho anh em như zin, dễ nổ, tiết kiệm xăng đàng hoàng ha. Đó, cái bình xăng nhựa ở dưới là cũng thay mới nè, thì bên em bình xăng nhựa thay mới, em đi cái lỗ hơi ở trên cho anh em luôn nè, ống thông hơi ở trên ha. Cái nắp này anh em bít lại cũng được luôn đó, anh em lấy cái bọc anh em bít lại cho anh đừng chạy xăng, nó vẫn có lỗ thông hơi chạy nha. Đó ha, 1,5 triệu thôi nè. Mấy con này thì chạy cực kỳ là trâu bò rồi. T
tôm gời hay tôm quay chôn thì anh em gáp xịt thuốc được, nhưng mà phải mang lại thợ cho người ta đổ tôm lại xíu mình gáp mới được anh em. Mấy cái dòng thì chạy thì bao mạnh này, hai tay lái ha, tay lái zin đẹp luôn, gà chết nè, cần đầu bò đồ này kia đầu là zin hết anh em. 1,5 triệu ha cho con F22. Bao mạnh nha. Rồi tiếp theo qua con F23 ha, thì anh em nhớ chốt máy gọi vào số điện thoại giùm em ha là 0972 949 527. Anh em xem thì nhớ cho em xin một dấu like, và anh em nào đăng ký chưa đăng ký kênh thì nhớ đăng ký kênh ha anh em. Rồi tiếp theo là em qua con F23, con này là Kawasaki TG24 nha, thì cũng là cái thuộc dạng top trong cái dòng mà nội đồng có đá châu bò. Hôm nay là lựa cho những con máy là châu bò cho anh em xài không ạ. Đó, nói chung châu bò mà giá rẻ nha. Con này 1,5 triệu thôi, TG24 nha em, 32 ly ha, 24cc. Dòng máy phải gọi là siêu khỏe, với lại là con này là tôm gời. Anh em mình gáp được xịt thuốc luôn. Đó, hoặc là chế cháo gì này kia nó cũng ok ha. Thì bộ chế của nó thì em đã lên chế hai kim mới nè. Lốc có dập da bằng luôn. 32 ly nha em, 24cc. Thì đối với phân khúc này thì anh em đập cước chặt cổ cứng đồ này kia cũng rất là được nha, rất là khỏe nha. Mấy cái dòng đời trước này 24cc, 23cc thì bao. Còn những cái dòng đề cao thì phải 26cc nghe nè, chạy nó mới ok ha. Áo thì hơi lủng lỗ xíu nè. Đó. Tôm 260 nghe nè, tôm nhỏ ha. Đó, hai tay lái thì bằng sắt nó hơi sét. Anh em muốn zin thì để zin ha, còn không thích thì em đổi vô bộ tay nhôm mới đẹp luôn. Cần đầu bò đồ này kia đầu là zin hết nghe nè, zin hết nha. Bao mạnh bao giòn nha, không tắt đây nghe em, xuống là tắt ha, lên là chạy. Tôm 260 là gáp xịt thuốc là vừa trang luôn nha, để gì luôn đi. Rồi tiếp theo là qua con F24 và con F25 ha, thì hai con này là dòng Sidewa nghe em. Đó, dòng Sidewa thì một cái dòng máy phải gọi là siêu hệ, siêu bền, siêu bốc, siêu tiết kiệm xăng. Đó, Sidewa top, anh em Bình Thuận đồ này kia ha, Ninh Thuận đồ này kia ha, thì vô lụm lẹ gặp này đi nha. Con này là con 231 nghe nè, con này là con 231 đó, con này 1,5 triệu đấy ha, chế của nó là chế của một kim quanh gòn. Còn con này là thuộc dạng VIP nghe nè, Sidewa Shot 230 thì nó đi cái bộ chụp giật trợ lực, và chế của nó hai kim 32 ly. Thì cái cặp này thì chạy bao khỏe cho anh em nha, anh em chặt có cứng đồ này kia hay là ok hết. Đối với cái dòng này thì nói chung thì những con 26cc thông thường bây giờ chạy không bao giờ ăn được cặp này nghe nè. Đó, bởi vì những anh em ở ngoài Bình Thuận nó mới phái là gì, nó cái chất máy của nó nhỏ nhưng mà nó chạy rất là bốc, rất là mạnh luôn, với lại là nó bền, nó phải gọi là nó siêu bền, nó siêu tiết kiệm xăng luôn á. Đó, thì cái dòng Sidewa là nó như vậy hết nè, cái dòng Sidewa là nó như vậy, máy móc thì zin hết á, chỉ là cái bình xăng con này em lên gắn bình mới nè, tại vì bình nó bể à. Đó, bao zin cho em hết nha. Con F24 này thì 1,5 triệu cho em. Còn con F25 1,7 triệu nha, lý do là chụp giật trợ lực lớn, cái đời này thì nó rất là hiếm nha. Đó, cái đời này hình như là em nhớ không lầm là cái giá thợ nó hết 3,5 triệu rồi. Đó, mà chưa dọn vệ sinh anh em, chưa vệ sinh, chưa dọn nổ á. Đó, mà chưa có phí ship nữa. Còn bên em là làm nổ ok ha. Đó, tặng kèm theo cho mình đầy đủ luôn. Tum liền hết nha anh em. Tay lái thì con này một tay nè, còn con này hai tay thì nó bị xù què nên nếu như anh em thích nói Linh ơi, con này gắn lại cho anh một tay lái. Đó, hoặc là con này hai tay lái hay là sao đó, anh em cứ yêu cầu thì bên em làm theo cái ý muốn của mình thôi. Cái chuyện tay chân thì anh em đừng có quan tâm nha. Đó, cần đầu bò thì là ghi nguyên bản anh em, tem mạc đồ còn ok hết luôn. Bao mạnh nha em, nói chung là chạy bao mạnh. F24 ha thì 1,5 triệu, còn F25 là 1,7 triệu nha nè. Đó, tiếp theo qua con F26 ha, F26 là cái dòng này là con máy phải gọi là siêu hợi, và máy của nó phải gọi là đẹp như máy mới luôn. Con này là con Mitsubishi TL231 nghe em, tem để ghi quy nè.
đó, nhưng mà nó là Mitsubishi HTL312 31, nồng của nó là 32 ly 23 cc, siêu whip ha. Thì cái dòng Mitsubishi thì nó chạy siêu bốc và siêu tiết kiệm xăng, ổn định cao, không hỏng giặt đỡ, và đồ thay rất là nhiều luôn. Máy thì bao đẹp, bình xăng lớn là zin đẹp nè, nồng này mới chát, bù mới tinh, con này như chưa xài luôn. Chụp giật là trợ lực lớn nè, anh em thấy nó nhỏ như vậy ha, chế nó là trợ lực lớn nha, chế của nó là chế tay đỏ tự động luôn, quá xịn sò. Nó để đời này thì màu vàng thì Giwi nha em, nó nhưng mà tên là 231 máy nè, mới càng à. Quá đẹp, quá xuất sắc luôn, giá chỉ có 1,7 triệu thôi, giá cực kỳ là mềm cho anh em luôn. Zin nguyên bản gì nha, còn anh em thích làm một tay hay là hai tay gì đó thì báo một tiếng một thì bên em sẽ làm thôi. Đó, anh em yên tâm ha, cần đầu bò trắng cỏ rồi kia zin hết nha anh em. Lôi nhẹ dây vậy nè, rất là dễ nổ anh em. Rồi anh em chốt máy gọi vào số điện thoại giùm em ha, là 0972 949 527. Anh em xem thì nhớ cho em xin một lượt đăng ký kênh, một dấu like ha. Rồi bye bye anh em, hẹn gặp lại clip sau nha. Con này lóc có đóng da băng luôn nha anh em.